hai bên thôi, còn nữa thì chứ đến. Hai bên đứa bên cây thôi. Ừ. Đó thôi. Nếu mình đông đủ hết rồi. Thế thế đây đơn tiền ra cho chứ là được cầm mãi cho lật đấy chứ. À. Vậy là cũng dạ. Hay đặt mày hàng nữa rồi sao đặt nghiêng? Không. Ừ. Cứ móng thì cao quá. Bác đi chờ đợi chút chứ là bên dưới chẳng lên chẳng. Được. Dặn người sát hết thì vòng thứ hai thì chứ nhớ như là không được. Đâu này, mình làm bên bà Dũng Thiệu không phải hòa ta nhờ. Không. Bà nó cũng tâm rồi. À. Không biết là đang chào vợ ấy. Đúng rồi. Mình nghe tiếng bà Dung là mình ngờ ngợ rồi. Nhưng bà Năm bà vừa đi đây bà vừa lo loa bà đi đây. Hả? Bà vì thế là ổn. À, mà là thấy cả mới bành thằng Thái chú ơi đi một đoạn đang kê kìa thì có lụt lên trong này thì nó nhó vừa rồi mà chờ bố cháu phải kê bốn vì cố năm này còn lúc gần ngập luôn năm này kê được một kê không lút nước lên khỏi thì chờ đeo lút này đảm bảo không lút ăn còn cái nào kê chấp chấp muốn lên đây lên đây đi chăm sóc đây đất than đây này à. Có thấy mấy cái mảng người rác nằm đây mà làm mấy đứa không đi chơi nữa mắt nhẹ mắt thì cuộn hết muốn vuông cái toàn chứ cả này đây không cuộn thì này cuộn thì dễ với chứ lên cái tầm 80 phần cuộn hết chắc cũng toàn lên cái này lên mà cuộn hết chắc xấu làm cái đổ cái sạp bánh bàn người ta để gác để đổ lên tù gác người ta xây lên nhưng mà chỗ cuộn là xấu lắm mày ví dụ trước cái lên tầm 2.7 2.5 đó rồi sau cái cụ thì mình đổ một không không xấu nhưng mà hắn vẫn mà hắn bị kín đáo rồi. Bởi vì với cái cột nó không thể độc lập được đúng không cột nó không là độc lập thì mới làm tí mới lại cũng nên để hở còn không cần nên chỉ kín nếu mà thì tất nhiên độ đây khoảng khoảng rộng như này chứ không nó thì vừa là ra đây là không có cái đây, ra đây, đây này tí, đây ra một tí đây chắc cái cột đây mà đinh mãi đưa phải còn cái cột đến vua hắn toàn hắn hắn vuông kẽn chứ luôn chứ tam lặng vuông hắn vuông kẽn chứ bây giờ đây 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 là mình cột lên cột đi đây cột đây đây hai còn thừa đây gạt chúng ta đây làm trần hắn kính mà kính hở hả kính mà kính hở mà máu thừa nhiều nó lối nhau không thừa đang cho thừa mà đây lụt đó đây không xuống nó thôi được cho thừa này nhà đắp cái đất này thì chắc rồi. Trời là tốt. Đây là cửa sổ này. Thôi cửa vuông đi. Đó là cửa vuông này. Hai cửa sổ. Đằng quán... cái chỗ đằng cái chỗ cung thừa thì để trên góc để cái cột. Để còn hút để còn 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 ở đây cái cửa đi là khoảng 1.1 thế này. Hai cánh này. Cái đi hai cánh, cái đi hai cánh, cái đi bốn cánh. Đây đổ cái để thùng.
cái địa thu đó lúc mùa thì ăn mới kinh ngồi cần thiết đông người tao cũng cái ăn đông người là mỡ cá ba chú mỡ hết cá ba chú còn ít người ta ống lại người thì mỡ mình có giữa mỡ có một cánh thôi có một cánh nếu hai mâm ta đến ngồi ít người để cho hai người một cửa nhưng hai cánh mình bán cái sàn đi tôn bán đúng không bán tôn mà không không lập tôn cần thiết mình cái khu không có việc cái tủ bạc cái lên làm mát rộng mình ngon ở đây để bán cái sàn tôn là tôn hết cho ngồi đây luôn bán hết giả đinh bờ tường bán cái sàn tôn anh nữa còn cháu đồng ngồi với mát mẻ thoải mái bán sàn tôn không được cháu đồng yêu thế nên mấy hết chi hả cháu của đồng cái cột chính tôi muốn mà đi mà đèn nó hơi ok được cứ dần dần chứ nó nói đâu khi mà làm cái chân tôn là cái cột phải lấy cái loại cột 90% loại cột to đừng nên làm cột nhỏ nhưng cái to đó cột 90 lên bằng cái ống chỉ đây là bữa trước ta làm một loạt cột bằng cái ống chỉ là được rồi chín đây bữa trước ta làm một loạt nữa rồi này ta làm một loạt mỏng cái bờ hin à làm rồi nè để chờ cái gì đây đây là phải đổ cho đường xe lên đó mỏng còn chưa lên nữa mỏng đằng hết đó. Không có đánh mà cái này thì chờ mình con trọng xe phần thô rồi chứ đào thấy cái đường móng rồi chứ nó xây lên như rồi đúng không mà hoàn thiện người ta phải cườn cái thằng nó ra cho một thiếu nó bầu thôi vô chân vô cái chỗ đi chân vô bằng cái chứ nó bầu thôi chứ mấy cái đằng đây này đặt lại mấy pin nó đằng đầu này thôi đằng ngoài nó không có à đâu nè hai đứa có ba điểm thôi hiền hiền thôi này thế thôi hai đứa ba điểm hai đứa đang ta cứ đứa đang thôi bây giờ chờ ta mời công vua trong nhà sơn ta toán hoán được thấy chưa, chưa? À. Thấy chưa thấy rồi hết rồi thấy dương thì ngồi đây đi mời cho còn ta lại đưa còn ra đồng đây mời cho còn ra còn tiền quân ra ăn kiểm tra không có mặt được hết việc này cán bộ đảng viên gần đấy đi hết chú kê ga giả trẻ đi hết ngồi rồi các ông đi lúc một kệ công miễn là bọn chúng chưa đến đâu mà bọn chúng chưa xuống đâu mà ai xã thì xuống rồi nhưng ngồi tỉnh thì chưa về tỉnh nói tỉnh như là hắn là học viên hắn học viên của trường tôn trâm với chị tỉnh hắn điều động đi làm giúp đồng bào còn cán bộ xã với dân ra cả con hắn học sinh cả mà đưa vô nói ông mới tay đi rót cái rượu vô chứ rót rượu vô chai đi đấy nói ông mới thứ ta đem vô làm có mặt rồi đâu mấy.